Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn ván cờ đánh trong giải cờ tướng châu Á năm 2015 của hai đại cầu thủ Trung Quốc. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Trịnh Duy Đông và người cầm bên đen là chiến thần số 1 của kỳ đàn Trung Hoa ngoại tỷ lệ khách phương thứ nhất. Chứ
吃。吃。吃。
吃。 吃。吃。吃。Và tới hình cờ trên, sau phần cờ cho điều pháo qua biên đấu cây, thì đôi bên đồng ý hòa cờ trong bối cảnh trên khi các bạn thấy ngay hình cờ rất cân bằng. Như vậy, kênh học của Tuấn Lai vừa gửi tới các bạn ván đấu trên một trận hòa của hai đại cao thủ hàng đầu Trung Quốc. Kính chào và hẹn gặp lại!